À, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay với cái chương trình nghìn câu ngữ pháp và từ vựng hay sai Cái chương trình này là cái chương trình mà cô đã làm được đến câu 140 rồi Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu 141 được không các em? Ok, chúng ta sẽ bắt đầu ngay với câu số 141 nha các em Rồi câu 141 của cô này People who are out of work are Ok, ở đây chúng ta có một cái cụm rất là cơ bản To be out of work có nghĩa là thất nghiệp Đúng không ạ? To be out of work có nghĩa là thất nghiệp, okay? Out of work có nghĩa là thất nghiệp. Vậy thì thất nghiệp sẽ có nghĩa là gì? Những cái người mà thất nghiệp sẽ được gọi là gì đây? Thứ nhất, unemployed chính là chính là thất nghiệp luôn. Được chưa? Unemployed, nhá, yeah. thất nghiệp. Unemployment là danh từ sự thất nghiệp. Employed là tính từ được thuê mướn, đúng không ạ? Được thuê để làm việc gì? Và employee là danh từ. Nhân viên Đúng ạ Người được thuê để làm một việc gì đó Ok Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn đáp án là gì ạ A Đúng không People who are out of work are unemployed Rồi tiếp theo câu số 142 này Are written to make people laugh ừ, Được viết này Để làm cho mọi người làm sao Cười Đúng không Làm cho ai đó cười Vậy thì sẽ cái gì làm cho ai đó cười First one we have tragedies Tragedies của cô ở đây là thảm kịch Nhá, thảm kịch những cái điều rất là đau buồn đúng không ạ thì chúng ta sẽ có từ uh, tragedies tiếp theo từ novels của cô đây là tiểu thuyết đúng không ạ tiểu thuyết từ tiếp theo funny stories là chuyện cười chuyện cười đúng chưa Đấy. và fictions nó là fictions là chuyện viết tưởng Okay. Rồi, thế thì ở đây cô sẽ có gì ạ? À? Làm cho mọi người cười, làm cho mọi người cười thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có funny story xong chưa? Vậy đáp án câu này của cô sẽ là đáp án C nha. Ok. Rồi, bốn uh, câu 143 của cô này, the old man has saved a lot of money for his. Từ save trong trường hợp này của cô mang nghĩa là gì? Tiết kiệm. Đúng chưa? Tiết kiệm. À, người đàn ông này đã tiết kiệm rất là nhiều tiền, đúng không? để for his thì ở đây cô sẽ có his thì đằng sau sẽ cộng với cả danh từ đúng không ạ ở đây retired là động từ về hưu đúng chưa về hưu retiring là tính từ nhá và retiring và retired ok đều là tính từ đúng không ạ hoặc là có thể động từ ở dạng phân từ hai mà nghĩa là về hưu và retirement là danh từ sự về hưu vậy trong trường hợp này cô cần một danh từ do vậy cô chọn đáp án là C và tại sao chúng ta biết danh từ thì nhìn cho cô vào cái đuôi mình nhá retire là động từ cộng với đuôi mình thì nó sẽ tạo thành một danh từ Được chưa ạ vậy đấy là cái cách để cho các em có thể nhận diện được đuôi nhận diện được loại từ uh, bằng đuôi đúng không ạ bằng các loại đuôi tiếp theo này cô có từ có câu 144 này Okay. We had a discussion about football. Ừ. Ở đây cô có a, sau đó là discussion đã đủ là một danh từ rồi mà nó vẫn cho mình vị trí chỗ trống, điều đó có nghĩa chỗ trống ở đây sẽ là một tính từ. Được chưa We had a Now, bored. Trường hợp này đáp án đây là động từ nhá động từ bored là buồn, làm cho buồn chán. Đúng không ạ? Làm cho buồn chán. Boring là tính từ chỉ bản chất nhá các em. Lưu ý cho cô, chỉ bản chất của nó là buồn chán Bored cũng là tính từ Và cái này là gì ạ? Bị tác động làm cho buồn chán Được chưa? Và boredom của cô là danh từ Đuôi đầm là đuôi của danh từ Đấy, Ví dụ cô có từ free, đúng không ạ? Và cô thêm đuôi đầm vào Thì các em nhận diện ngay cho cô đây là danh từ Ok chưa? Vậy trong trường hợp này cô cần một tính từ để điền vào đây Vậy thì cô sẽ loại phương án A và loại phương án D Chúng ta chỉ giữ lại hai danh tính từ là Boring và bored thì trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Thì chúng ta sẽ này có discussion đúng không? Chúng tôi có một cái buổi thảo luận làm sao đây ạ? Rất là chán đúng không ạ? Vậy là bản chất của cái buổi thảo luận này là chán đúng chưa? Vậy chúng tôi phải chọn đáp án là B. Nhá. Các em có một cái điều rất là sai lầm Đấy là các em hay nghĩ rằng là À vật thì chúng ta chọn in Còn người chúng ta chọn id Tuy nhiên các em lưu ý cho cô cái đó là một cái rất sai lầm Và đừng để chúng ta bị lừa Bởi cái ý nghĩ đó Các em hãy cố gắng là xem cho cô Xem câu đó Nhá. Câu đó là cái câu Mà chỉ bản chất Cái từ này này là cái từ chỉ bản chất Hay là từ chỉ uh, Sự tác động nếu sự tác động thì chúng ta dùng phân thứ hai, còn nếu chỉ bản chất thì mình dùng vô bình. Ok chưa? Rồi tiếp theo câu 145 đi ạ. She gave a long about unemployment in Vietnam. Uh, we gave a, a, long tính từ đúng không? Mà lại có a. Vậy chỗ này chắc chắn là thiếu một danh từ rồi. Đúng không ạ? Một cái gì rất là dài về cái gì đấy ạ? Sự thất nghiệp ở Việt Nam. Đúng chưa? Sự thất nghiệp ở Việt Nam. Vậy trong trường hợp này cô sẽ chọn đáp án là gì? Uh, thứ nhất từ lecturer là danh từ Nhưng là danh từ chỉ người Mà nghĩa là giảng viên Đấy, các trường các giảng viên của các trường đại học thì người ta sẽ dùng lecturer được chưa lecturing là động từ ở dạng verb in này lecturer là động từ ở dạng phân từ hai này thế còn lecture là danh từ bài giảng đúng chưa đó vậy thì ở đây sẽ là gì ạ she gave a long lecture about there ok vậy đáp án cuối cùng của chọn là d nhá đó À, cuối cùng cô chọn là đi ví dụ như bình thường chúng ta sẽ có từ lecture note đúng không đấy bình thường trong các lớp ngữ pháp ấy khi mà cô hải dạy ấy nhá cô hải dạy ấy thì cô hay dùng từ là lecture notes là những cái phần mà cô ghi chú lại ở cái bài giảng đó những cái phần mà hay nhất những cái phần mà cô đậm nhất thì đấy gọi là những cái ghi chú bài giảng lecture notes đúng không? Đó, hôm qua cô có chia sẻ một cái cô ghi chú đấy, đúng không? Thì đấy chính là lecture notes. Vậy từ đấy các em có thể học được từ là lectures, ok? Rồi, câu số 146 này, money doesn't always bring, ok? Tiền không phải lúc nào cũng mang lại cái gì? Danh từ, đúng không? Bring something, chúng ta cần một danh từ ở đây. Trong bốn 4... các trong tất cả những từ này thì sao ạ? Happy là tính từ. Happily là tính từ cộng thêm đuôi ly thì nó sẽ là đuôi của trạng từ. Được chưa? Happy thì không có cái loại từ này nhé. Yeah. Và happiness của cô đây là danh từ sự hạnh phúc. Đúng không? 146 đáp án sẽ là đi. Xong chưa? Đó, tiền không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc. Câu này rất hay, các em có thể học luôn. Money doesn't always bring happiness. Ok. Câu 147 ạ. Câu 147 này. His makes his parents happy. À, uh, something makes Ở đây cô có his là tính từ sở hữu Mà có lại động từ Vậy đây cô cần một gì ạ? Cần một danh từ Đúng không? Thứ nhất success của cô ở đây là danh từ Sự thành công Được chưa? Sự thành công Success Success thêm đuôi full Thì đây là đuôi của tính từ Được chưa ạ? Succeed là động từ Và chúng ta sẽ có cấu trúc là Succeed in doing something Là thành công với công việc gì Và succeed được là động từ Ở dạng phân từ hai Ok, vậy trong trường hợp này cô cần một danh từ đúng không? Cô chọn đáp án A luôn Nhanh chưa? Sự thành công của anh ta làm cho bố mẹ anh ta cảm thấy vui Được chưa ạ? Tiếp theo câu 148 ạ She has been talking to somebody She has been talking to somebody The telephone for two hours Nào cô sẽ có cấu trúc này Talk on the phone Okay. Talk on the phone là nói chuyện điện thoại. Đúng không ạ? Nói chuyện bằng điện thoại với ai. Okay chưa? Vậy là gì ạ? Cô ấy đã nói chuyện với ai đó trên điện thoại hai tiếng đồng hồ rồi. Vậy đáp án cuối cùng cô chọn đáp án là B, talk on the phone. Okay. Tiếp theo câu 149 của cô này. I usually get up late and uh, have breakfast. Okay? Cấu trúc cái này cô sẽ có collocation là have breakfast. Okay. À, thực ra nhé trong tiếng anh anh thì người ta sẽ thường là dùng Half breakfast được thì chắc chắn rồi đúng không ạ tôi thường ngủ dậy muộn đúng không ạ và ăn sáng lúc bảy giờ ba mươi ok vậy chúng ta hãy dùng cho cô là half breakfast trong một số tài liệu thì người ta có thể sử dụng từ eat Tuy nhiên cái số lượng dùng từ eat này nó sẽ ít hơn so với dùng half Cho nên để an toàn nhất thì các em hãy cho cô đáp án là B Nhá, ok Rồi, Câu tiếp theo của cô này, câu 150. It was to listening to the story which the guy told. À thật là thú vị khi nghe cái câu chuyện mà người à, hướng dẫn người ta kể, đúng không ạ? Thật là thú vị. Thì ở đây cái việc cái việc lắng nghe này nó thú vị, vậy thì bản chất của cái việc lắng nghe này là thú vị. Vậy khi nói về bản chất thì chúng ta sẽ dùng verb in của cô. Đáp án đây là it was exciting to listen to the story which the guy told. Ok, tiếp nhá, câu 151 của chúng ta nào Câu 151 là câu hỏi với wish, đúng không ạ? Câu hỏi với wish thì sẽ có 3 trường hợp xảy ra Ước không có thật thì hiện tại chúng ta dùng cho câu là would à, không có thật trong tương lai chúng ta dùng cho câu là would do Nhá, không có thật trong tương lai Không có thật thì hiện tại chúng ta dùng cho câu là did Và không có thật trong quá khứ chúng ta dùng cho câu là had done OK, trong quá khứ, được chưa? Vậy trong trường hợp này này, cái này hiện tại chắc chắn không có rồi, không có trường hợp nào dùng can cả. Nhá. Chỉ có could pass hay là could pass thì could sẽ phải cộng với cả động từ ở dạng nguyên thể, ấy. đúng chưa? Do vậy mà cô phải chọn đáp án C. Nhá. Loại đáp án D. Câu 152, I am very proud. Cấu trúc của cô sẽ là proud of nhá, đáp án là C. Mang nghĩa là gì đây? Mang nghĩa là ừ, tự hào. Đúng không ạ? Tôi rất tự hào về ngôi trường của mình. Được chưa? Câu 153 She did the test very well and I did uh, Cô ấy đã làm bài test rất là tốt Và tôi cũng vậy Đúng không ạ? Và tôi cũng vậy She did the test very well and I did Too okay? Đáp án của cô là C Rồi Câu 154 He worked very hard He passed the exam very easily Ừ. Anh ta học tập rất là chăm chỉ Do vậy anh ta đã vượt qua được bài thi một cách dễ dàng Do vậy mà Do nên này cô sẽ chọn liên từ là sâu so, nhá. Vì vậy Được chưa Rồi Câu 155 On the to the village We saw a big hotel Trên đường đi đến đâu đó Chúng ta sẽ có cấu trúc là on the way to Đáp án A Trên đường Đi đến đâu đó Okay. On the way to the village We saw a big hotel Rồi câu 156 này I knew her and, uh, Tôi đã biết cô ấy Khi tôi còn là một đứa trẻ I knew her Nếu chúng ta dùng với since Thì các em lưu ý là cái này phải là I have known Là phải là động từ chỉ hiện tại hoàn thành Nhưng ở đây là động từ quá khứ Cho nên chúng ta không dùng since Chúng ta không dùng until vì nó không hợp nghĩa Why thì đằng sau why phải là dạng tiếp diễn Mà ở đây lại là dạng quá khứ Cho nên cô cũng không dùng why Vậy cô sẽ phải dùng when trong trường hợp này Ok Cô sẽ phải dùng when trong trường hợp này nhá yeah. Ok câu 157 này Does it take you to school about 10 minutes? Ok Khoảng 10 phút Vậy thì ở đây hỏi về thời gian đúng không ạ? Hỏi về thời gian Vậy how often là hỏi về độ thường xuyên Yeah. bao nhiêu lần đấy đúng không về độ thường xuyên how long là để hỏi về thời gian how far là để hỏi về quãng đường bao xa còn how much là hỏi về số tiền giá tiền đúng không vậy trong trường hợp này cô sẽ chọn đáp án là b được chưa ạ ok đáp án b nhá 157 sẽ là đáp án b được chưa ạ câu 158 này ok he this car since he It. Ừ ở đây có since đúng không ạ? Cô cô nhớ vừa nhắc xong, hai mệnh đề nối với nhau bằng since thì ở đây sẽ phải là một mệnh đề dùng ở hiện tại hoàn thành và một mệnh đề quá khứ đơn. Các em đi thi mà các em nhìn thấy như thế này thì đừng có lăn tăn gì nhiều cả. Nhớ luôn cho cô cái cấu trúc này không bao giờ sai, được chưa? Vậy thì ở đây này, một cái là hiện tại hoàn thành. Thằng này hiện tại hoàn thành ok. Nhưng mà đằng sau lại không phải là quá khứ, đúng không? Cho nên cô loại. Thằng này quá khứ cô loại luôn, thằng này quá khứ loại luôn, thằng này hiện tại hoàn thành đúng. Thằng này quá khứ đơn đúng, vậy đáp án cuối cùng là D. Đấy, xong chưa? Nhá. Vậy là gì đây? Anh ta đã không sử dụng cái xe này kể từ khi anh ấy mua nó. Được chưa? Ok. Rồi câu 159 này, she has just taken the examination. Anh ấy vừa mới kiểm tra đúng không? Vừa mới tham gia kỳ thi. Rồi, các em lưu ý cho cô này, chúng ta sẽ có cấu trúc này, bài thi về môn gì thì chúng ta sẽ có cấu trúc là examination for nhá, bài thi về môn gì, bài thi về môn gì. Nhá, bài thi về môn gì, được chưa ạ? Rồi, đáp án của cô là A. Ok chưa? Rồi, cô sẽ chữa nốt câu cuối cùng là câu 160 nha các em. Uh, now he doesn't take the train as he Ừ. Bây giờ anh ta không đi tàu như là anh ta đã từng đi nữa Đúng không ạ? Vậy trong trường hợp này cô trong 60 cô chọn đáp án là đi He used to Và đây họ viết tắt là he used to take the train Ok chưa? He used to take the train Ok Rồi nhá Vậy thì cô sẽ chữa cho các em xong câu 160 được chưa? Khi nào mà cô dừng chữa cái chương trình này thì cô sẽ gửi đáp án cho các em và các em cứ làm thường xuyên làm hàng ngày và các em có thể check đáp án được. Ok. Và nếu có vấn đề gì thì các em cứ inbox hoặc là comment vào các bài viết của cô thì cô sẽ trả lời cho các em nhé. Ok chưa ạ? Rồi cô xin phép dừng lại ở câu 160 nhé. Ok, thank you. Cảm ơn các em rất là nhiều. Goodbye, see you.